Ngày 14 tháng 10, Cristiano Ronaldo đã tham gia buổi trả lời trước truyền thông sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovakia khép lại. Tại đây, Ronaldo nhận được câu hỏi rằng liệu có tin cậu con trai cả Ronaldo Jr. sẽ tiếp bước mình trở thành ngôi sao lớn trong tương lai hay không. Chân sút người Bồ Đào Nha có chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy tinh tế. Con trai sẽ trở thành truyền nhân trong tương lai của tôi. Hãy để thằng bé tận hưởng cuộc sống. Con tôi sẽ trở thành người mà nó muốn. Tôi sẽ không đặt bất kỳ áp lực nào và để con tự lựa chọn. Dù vậy, tôi nghĩ thằng bé có tài năng chơi bóng, Ronaldo tiết lộ. Nhiều người dành lời khen cho Ronaldo sau câu trả lời trên. Họ cho rằng việc Ronaldo gạt bỏ những áp lực sẽ giúp con trai có thể tự do phát triển, giảm bớt sự gò bó. Được biết ở trận đấu vừa qua, Ronaldo đã tỏa sáng với hai pha lập công. Bạn gái Georgina cùng cậu con cả Ronaldo Jr. cũng có mặt để tiếp lửa cho chân sút 38 tuổi. Cậu bé Ronaldo Jr. được làm quen với trái bóng từ nhỏ và nhanh chóng gây chú ý với khả năng ghi bàn đáng nể. Thời còn chơi cho đội trẻ Real, Ronaldo Jr. được cho đã ghi được tới 50 bàn chỉ sau 20 trận. Chuyển đến đội trẻ Juventus sau đó, cậu cũng chỉ mất 23 trận để ghi 58 bàn và có 17 kiến tạo. Một số nguồn tin cho biết Ronaldo Jr. hiện đã theo cha đến Saudi Arabia chơi bóng và hiện đầu quân cho đội trẻ của Al Nassr. Năm nay mới 13 tuổi, Ronaldo Jr. có tiềm năng lớn để phát triển. Bà Dolor, mẹ của Ronaldo, cho rằng cháu trai còn giỏi hơn cha khi ở cùng độ tuổi. Thằng bé nhanh và qua người tốt nhưng điều này vẫn là chưa đủ. Tôi luôn dạy con trai phải thật chăm chỉ để có thể thành công. Tôi không đặt áp lực rằng con trai phải nối nghiệp mình. Dù vậy, tôi muốn con trai trở thành một cầu thủ bóng đá, Ronaldo tâm sự.